Thưa quý vị, tối qua 17 tháng 6, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 tiếp tục đêm thi thứ ba với chủ đề chinh phục những giấc mơ. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức DIFF 2023 Ngô Thị Kim Yến và các vị khách mời từ các tỉnh thành địa phương và quốc tế. Sau hai đêm thi đầu tiên, sức hút của DIFF 2023 đã trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta đang chứng kiến một Đà Nẵng thật sôi động, nhộn nhịp, giàu sức sống trong tâm điểm của mùa lễ hội khi đón hàng chục nghìn lượt du khách đến chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đặc sắc của DIFF. Thưa quý vị, đây là đêm thi thứ 3 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023. Với một chủ đề vô cùng truyền cảm hứng, đó chính là chinh phục những giấc mơ, thì hai đội cựu quán quân đến từ Úc và Ý hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khán giả một màn trình diễn thật là bùng nổ và hoành tráng. Ngoài khán đài được lấp kín, hàng trăm nghìn người dân, du khách cùng tập trung tại các tuyến đường trung tâm, dọc bờ sông và trên những cây cầu bắc qua sông Hàn để chứng kiến phần tranh tài đầy mãn nhãn của hai cựu quán quân Úc và Ý. Xứ sở chuột túi Úc đã đưa khán giả tới một chuyến tàu của cảm xúc trên nền nhạc đen sôi động. Đội Úc đã khiến người xem không ngừng lắc lư phấn khích trước sự kết hợp hoàn hảo của âm nhạc và pháo hoa. Vũ khí bí mật của đội Úc đem tới năm nay chính là những chùm pháo có hiệu ứng ánh sáng độc đáo đẹp mắt. Song trình diễn của đội Úc cũng có những khoảng lặng khiến khán giả xúc động. Màn trình diễn pháo hoa này mình xem nó rất là cảm xúc. Mình xem cảm xúc nó rất là bay bổng. Thật ra thì nước Úc thì mình cũng biết lâu rồi. Nhưng mình cũng biết nước Úc cũng có xem trình diễn pháo hoa rồi. Nhưng mà ở Đà Nẵng thì mình lần tiên. Thì trước giờ mình cũng chỉ xem TV thôi. Và mình xem thì cảm giác nói chung là chỉ có hai từ là nó rất là bay bổng. Tinh thần rất là thoải mái. Trong khi đó, đội Ý, cựu vương từng giành chức vô địch 2 năm 2017-2018, đem tới Đà Nẵng năm nay phần trình diễn có tên gọi không gian cổ kính và ánh sáng hiện đại. Đặc biệt, đội Ý có phần đầu tư hơn khi sử dụng cầu tháp để trình diễn, với giai điệu sôi động ở những phút cuối, cùng với hàng chục quả pháo nước đã mang lại cảm xúc rạo rực cho khán giả. Lần đầu tiên mà em được xem pháo hoa mà có nhạc này nên là... Thực sự là cảm giác nó rất là hoành tráng, cái quy mô là lớn, kiểu bùng nổ luôn ạ. Em thấy rất là háo hức bởi vì là pháo hoa ở đây thực sự là đẹp lung linh luôn ạ. Họ thực sự rất giỏi khi mà kết hợp giữa hình ảnh với âm thanh. Nên là khi cái nhạc nó đến cái đoạn cao trào, họ thực sự biết cách để xây dựng cái sự kịch tính này sao kiểu nó thả xuống như kiểu mình nín thở chờ đợi luôn ạ. Lần này đến Đà Nẵng là lần thứ 3 của tôi, thế nhưng mà lần đầu tiên được đi xem bắn pháo hoa trực tiếp ạ. Bản thân cảm thấy rất là vui và thấy là rất là đẹp ạ, không khí rất là hân hoan phấn khởi. Đêm thi thứ 3 của DIFF 2023 thành công không chỉ bởi những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn đã tai, mà còn ở sân khấu nghệ thuật với những tiết mục đặc sắc và hấp dẫn. Qua đó đã viết tiếp câu chuyện về một Đà Nẵng sôi động, tươi trẻ, năng động, một thành phố của các lễ hội hàng đầu châu Á đang hướng tới trở thành điểm đến sự kiện lễ hội của thế giới.